Hi, xin chào tất cả các anh em. Và nếu mà anh em đang tìm một cái dòng tai nghe giá rẻ chỉ từ 300 đến 400 thì chắc chắn cái sản phẩm ngày hôm nay anh em không thể nào bỏ qua. Đó chính là một chiếc tai nghe đến từ nhà QCE T17. Thì QCE là một cái hãng luôn mang đến những cái dòng tai nghe chất lượng. Thì với cái dòng T17 này với mức giá chỉ khoảng 400.000 đồng mà Chiếm Tài Mobile đang bán thì chắc chắn sẽ không làm anh em thất vọng đâu. Cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nha. Và đây là về hộp đựng bên ngoài của cái T17 này. Thì chúng ta thấy đóng gói về hộp bên ngoài thì nó hoàn toàn giống với những cái dòng tai nghe trước đây của QCE. Nhưng mà với cái dòng tai nghe QCE của T17 này thì Bluetooth sẽ là 5.1 nha anh em. Và AAC, công nghệ AAC giúp cho âm thanh chất lượng hơn. Rồi, ở phía sau này nó cũng sẽ hiển thị một số cái thông số cơ bản của thiết bị. Ví dụ như là dung lượng pin của nó sẽ là 380 mAh. Và thời lượng sử dụng thì từ 4,5 giờ cho đến 7 giờ thì tùy vào cái nhu cầu sử dụng của mình là gì. Rồi bây giờ mình khui ra thử xem bên trong nó như thế nào. Rồi, và về phụ kiện kèm theo thì nó không khác gì so với những cái dòng của QCE, cũng là những cái miếng cao su để mà nhét tai như thế này, để lỡ trong tình trạng mình có làm mất hoặc là tai mình nhỏ hoặc lớn thì mình có thể thay thế được. Và đây là dòng tai nghe của in-ear nên nó rất là chắc chắn và đã êm tai, phù hợp với anh em nào sử dụng thường xuyên chạy ngoài đường, ví dụ như là rap hoặc là shipper vân vân. Ở đây thì nó cũng là một cái dây của tai si để mà mình sạc và một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Còn đây là cái nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Wow, một cái đốc sạc nó thiết kế khá là đặc biệt. Đây, nó giống như là hình của một cái con thuyền vậy. Mà cũng là màu đen và nhám thì chất liệu nó là cũng là ABS và PC. Nó cũng giống như là những chất liệu của những cái dòng tai nghe cao tiền hơn thôi. Và ở đây thì nó sẽ có một cái logo của QCE. Ở phía sau này là cổng sạc. Rồi, ở đây thì là cái bản lề. Thì với 400.000 đồng nhưng mà mình thấy cái bản lề nó khá là chắc chắn. Đây. Cũng khá là đẹp mắt lên em. Được, chấm, chịu. Rồi, còn đây là cái phần housing của chúng ta. Wow, một cái thiết kế cực kỳ nhỏ, nó phù hợp với anh em nào thích cái sự nhỏ gọn. Hầu như là mình để vào tai á là nó vừa lọt cái tai của mình luôn ấy. Nó không có bị cộm ra bên ngoài nên là khi mà mình có thể đeo nó bảo hiểm á, nó không có bị rơi rớt. Đấy. Anh em thấy không? Nó khá là khích. Đây, nó nằm trọn trong phần tai của mình luôn. Nên là nếu mà thông thường mình sử dụng một cái lớn hơn một xíu, nó có một cái đầu ra thì khi mà mình cởi nó bảo hiểm thì đôi khi nó sẽ rớt, còn cái này thì rất là chắc chắn. Ở đây thì nó sẽ là cái phần để cảm ứng để điều chỉnh. Đây. Và nó cũng sẽ có hai cái micro trên dưới, rồi cũng là một cái chấu sạc. Và ở đây thì nó sẽ có một cái lớp cao su để cho cái việc mà mình để vào tai của mình nó khít hơn, nó chắc hơn. Và âm thanh nó sẽ không có bị vang hoặc là bị nhiễu ra bên ngoài. Đấy. Rồi, ở đây là cái phần cao su để mà nó dính vào tai. Đấy. Thì cái miếng lọc bụi của nó sẽ ẩn vào bên trong rất là nhỏ như thế này. Đấy, thì mình cực kỳ thích cái dòng thiết kế mới của QCE T17. Khá là nhỏ gọn và nhẹ, đeo vào tai thì nó khá là êm tai, rất là dễ chịu. Rồi, với mức giá chỉ khoảng 400.000 đồng, về cái design thì mình chấm cho nó 9.5/10 nha. Tại vì bản thân của mình thì thích một cái gì đó nó chắc chắn hơn một xíu. Còn cái này mình đeo vào thì có cảm giác nó hơi nhỏ và mình không biết là nó rớt bất cứ lúc nào. Thì bản thân của mình cảm nhận như vậy, nhưng mà với cái này thì mình thấy nó khá là chắc chắn rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ để cái phần tai nghe này vào đây cho anh em xem thử. Đấy, khi mà mình để vào thì nó sẽ có một cái lực hút khá là chắc. Đấy, không rớt nha. 400.000 đồng mà khá là chắc chắn như thế này thì quá tuyệt vời rồi. Rồi, ở đây nó sẽ có một cái đèn tín hiệu. Đấy, khi mà mình sạc lên thì ở đây nó sẽ có một cái đèn báo. Rồi, khi mà mình mở cái dòng tai nghe, khi mà mình mở nắp ra thì ở trên này cũng sẽ là hai cái đèn thông báo tín hiệu. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành kết nối và sử dụng cho anh em xem. Và các anh em thân mến, với cái dòng QCE T17 này là một cái phiên bản tai nghe True Wireless mới nhất đến từ nhà QCE. Với thiết kế khá là nhỏ gọn thì lúc nãy mình cũng đã xem rồi. Và bên cạnh đó thì nó còn có một cái hỗ trợ về thuật toán khử tiếng ồn ENC hiện đại. Và với cái công nghệ này thì nó giúp cho cái âm thanh của mình nó rõ ràng hơn, nó ổn định hơn, đặc biệt là trong quá trình đàm thoại. Và bên cạnh đó thì với cái màn loa tổng hợp kết hợp với điều chỉnh của EQ chuyên nghiệp, từ đó cho âm thanh HI, FI vô cùng mạnh mẽ, kết cấu với độ tần số thấp mang lại cái hiệu ứng âm thanh êm dịu và sắc nét hơn. Rồi, và để kết nối Bluetooth cho cái QCE T17 này thì mình chỉ cần bật nắp lên. Đấy.
Ở đây thì nó sẽ có hai cái đèn màu xanh nhấp nháy để thông báo tín hiệu nè anh em. Thấy không? Và nó sẽ hiện tên Bluetooth là QCT17. Thì với cái QCT17 này, Bluetooth của nó sẽ là 5.1. Vì vậy nó hỗ trợ kết nối xa và ổn định hơn trong vòng 10m. Đấy, mình chỉ cần bấm vào là kết nối thành công. Rồi, anh em có thể vào đây để mà mình đổi tên. Và với cái tai nghe này thì mình có thể nghe gọi thoải mái chỉ bằng những cái chạm, hoặc là mình có thể điều chỉnh được cái độ trễ cực kỳ thấp khi mà chơi game. Hay là những cái trợ lý giọng nói thì mình chỉ cần thao tác bằng một cái nút cảm ứng chạm ở trên này thôi. Cực kỳ đơn giản, cũng giống là những cái dòng tai nghe mắc tiền thôi. Nó không khác gì hết, nên là cực kỳ tiện. Với dòng giá này thì mình thấy là cũng đáng để mua. Và đây anh em, để mà mình có thể thao tác tạm dừng hoặc là tiếp tục thì mình chỉ cần nhấn hai cái nút vào ở cái phần tai nghe bên trái của mình. Đấy, thấy không? Đấy, rất là dễ dàng. Rồi tiếp tục, để mà mình có thể trả lời cuộc gọi thì mình chỉ cần thao tác một cái vào cái phần tai nghe bên trái. Alo. Đấy. Và khi mà mình nghe âm thanh từ bên kia phát về á, thì cực kỳ là nó rõ ràng và nó ổn định, nó không có bị vấp hoặc là nó bị ồn. Rồi, nếu mà mình muốn từ chối cuộc gọi thì mình chỉ cần đè vào 1,5 giây thì nó tự chuyển cái cuộc gọi đó thành cuộc gọi nhỡ. Đấy là một cái điều mà mình có thấy cực kỳ tiện khi mà mình đi xe mà không muốn nghe điện thoại. Đây, bây giờ mình bấm tắt nè. Đấy. Rồi, hoặc là mình có thể điều chỉnh về cái chế độ chơi game. Thì thường mình sẽ mong muốn là cái độ trễ cực kỳ thấp, nên là mình sẽ nhấn vào ba cái bên tay phải nha. Thì mình sẽ chỉnh về cái chế độ chơi game, thì nó sẽ đưa cái độ ồn về rất rất thấp. Rồi, thì bây giờ mình cũng sẽ trải nghiệm thử một số dòng nhạc khác nhau để cho anh em một cái cảm nhận rõ ràng nhất. Và các anh em thân mến, khi mà mình trải nghiệm với những cái dòng nhạc sôi nổi EDM thì mình cảm thấy khá là ấn tượng với cái trep của đó. Nó khá là sáng và dường như là nó rõ ràng và nó chi tiết từng loại nhạc cụ với những cái nốt cao rất là tốt. Còn khi mà mình sử dụng với những cái dòng nhạc trầm hơn, nó ấm hơn, thì mình cảm thấy là cái bass khá là tốt. Nhưng mà có cảm giác là nó hơi thiếu thiếu một xíu, bởi vì trước đây thì mình sử dụng những cái dòng ambient hoặc là những cái dòng của mắc tiền hơn, thì mình cảm thấy là cái bass cực kỳ tốt. Thì cái này mình chuyển qua đột ngột thì mình có cảm giác là nó hơi thiếu một xíu. Còn với cái tai nghe này thì mình thấy cái điểm sáng của nó là trep, và cái dải mic tiếng thì khá là ok. Và đánh giá về chất lượng âm thanh với mức giá 400.000 đồng thì mình thấy là nó đạt yêu cầu và cũng đáng để mua. Đó là cảm nhận của mình. Rồi thì bây giờ mình cũng sẽ chuyển qua cái chế độ chơi game thử. Mình cũng sẽ chơi cái PUBG thì xem thử cái độ trễ nó như thế nào. Và đây thân mến, khi mà mình di chuyển như thế này nè, thì mình nghe khá là rõ cái bước chân và dường như là độ trễ cực kỳ thấp. Đấy, khi mà mình di chuyển của PUBG như thế này nè, thì cái bước chân nó khá là rõ và nó khá là thật với thời gian. Bây giờ mình bay xuống đây thử luôn. Đấy, thì tiếng nước cũng khá là rõ luôn nha anh em. Nó không có bị trễ. Vì vậy khi mà mình chơi game á, thì mình cần chuyển về cái chế độ là gaming bằng cách là mình nhấn ba cái vào bên phải để hạn chế cái độ trễ của nó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ điểm lại một số chi tiết đáng lưu ý của cái con QCT17 này. Thứ nhất, đây là dòng tai nghe in-ear. Và thứ hai, Bluetooth là 5.1, hỗ trợ kết nối ổn định hơn so với 5.0. Và dung lượng pin của nó là 380mAh, thì chúng ta sẽ sạc được từ 2 đến 3 lần. Và cái tai nghe này thì hiện nay thì cái thông số về pin của nó chưa có được công bố. Nhưng mà mình sử dụng trải nghiệm thì nó mình có thể sử dụng được từ 4,5 giờ đến 7 giờ tùy vào cái nhu cầu sử dụng của mình lớn nhỏ và cái thể loại mình xem là gì. Và bên cạnh đó, thiết kế nhỏ, gọn, đẹp. Và với mức giá là 400.000 đồng mà Chín Tài Mobile đang bán thì chắc chắn rằng anh em sẽ không thất vọng với cái con QCT17 này đâu. Nếu có dịp thì hãy đến Chín Tài để trải nghiệm và mua nha anh em. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh chúng mình để chờ đón những thiết bị công nghệ mới nhất mà Chín Tài Mobile sẽ review trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em.